Thưa quý vị và bà con nông dân, trong những năm gần đây thì dịch bệnh nói chung và dịch cúm gia cầm nói riêng liên tục xảy ra gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Chính vì thế thì nhiều hộ chăn nuôi gia cầm đã tự tìm cách chuyển đổi mô hình chăn nuôi nhằm hạn chế dịch bệnh. Hiện nay thì mô hình chăn nuôi gà trong phòng lạnh được xem là hiệu quả. Như thế thì nuôi gà trong phòng lạnh như thế nào, làm sao cho hiệu quả cao? Đó chính là cái vấn đề đã và đang được nhiều hộ chăn nuôi gia cầm quan tâm. Chương trình Phú Nông hôm nay sẽ cung cấp cho quý vị và bà con những kiến thức cơ bản này. Mời quý vị và bà con chúng ta cùng theo dõi. Cuối năm 2009, sau khi tham quan một số trang trại nuôi gà trong phòng lạnh và được công ty cổ phần CB Việt Nam giới thiệu về công nghệ nuôi, anh Trần Văn Nam đã quyết định nuôi thử. Với số vốn ban đầu 7 tỷ đồng, anh xây dựng 7 phòng lạnh nuôi gà đẻ trứng ở xã Đá Bạc, huyện Châu Đức. Diện tích hơn 400 mét vuông một phòng, anh Nam đã nuôi 5.000 con gà đẻ trứng. Khác hẳn với các trang trại nuôi gà thường, trang trại nuôi gà anh Nam luôn được giữ sạch sẽ, không có mùi hôi thối, ruồi nhặng không xâm nhập vào khu vực nuôi. Tổng diện tích trang trại rộng 20.000 mét vuông, được làm mát bằng những thiết bị đơn giản, luôn giữ nhiệt độ trung bình từ 25 đến 28 độ C. Ưu điểm lớn nhất của việc nuôi gà trong phòng lạnh là tỷ lệ gà đẻ trứng cao và ổn định, có thể đạt tới 93 đến 96%, trong khi nuôi thông thường chỉ đạt từ 80 đến 85%. Ngoài ra, nuôi gà bằng cách này còn hạn chế được dịch bệnh do môi trường không bị ô nhiễm, gia tăng nguồn thu từ phân gà thải ra để bán cho các trang trại trồng cây. Theo tính toán của anh Nam, lợi nhuận mang lại từ nuôi gà trong phòng lạnh tăng từ 4 đến 5% và chi phí nuôi giảm từ 2 đến 3% so với nuôi theo cách thông thường. Theo anh Nam, nuôi gà trong phòng lạnh yếu tố quan trọng nhất là nguồn điện phải ổn định để bảo đảm cho hệ thống làm mát hoạt động. Nếu không, gà sẽ bị chết ngạt. Ngoài ra, không giống và thức ăn cũng quan trọng. Hiện tại, Việt Nam chưa có giống gà đẻ trứng nuôi trong phòng lạnh, do vậy phải nhập từ châu Âu qua nhà phân phối là công ty cổ phần CB Việt Nam. Thưa quý vị và bà con, lúc này đây thì chúng tôi đang có mặt tại trại nuôi gà đẻ trứng trong phòng lạnh của anh Trần Văn Nam ở xã Đá Bạc, huyện Châu Đức. Với 35.000 con gà đẻ trứng thì mỗi năm anh thu về lợi nhuận khá cao. Tuy nhiên, để có được kết quả như ngày hôm nay thì anh Nam của chúng ta cũng đã bỏ nhiều công sức để đúc kết được kinh nghiệm. Và ngay giờ đây xin mời quý vị và bà con chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Trần Văn Nam để tìm hiểu về cái kinh nghiệm nuôi gà của anh. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ anh Nam. Xin chào anh Nam. Dạ. Anh Nam đang chăm sóc trại gà của mình hả? Bây giờ đang hướng dẫn cho kỹ thuật nó làm một số công việc các bạn. Dạ. Gà nhiều quá anh hả? Dạ. Hiện nay thì được biết là anh nuôi khoảng 35.000 con. Dạ. Như thế thì trong quá trình nuôi với số lượng nhiều như thế thì anh có gặp khó khăn không ạ? Trước đây thì mình chăn nuôi như vậy thì hơi gặp khó khăn, nhưng từ khi bắt đầu chuyển đổi mô hình sang cái trại lạnh này thì chăn nuôi tương đối ổn định và phát triển tương đối tốt. Trại gà của mình nuôi khoảng được bao lâu rồi anh? Cái bầy đây hiện giờ là nuôi được 35 tuần. Dạ, 35 tuần. Khai thác 2 tháng trứng, tuần 2 tháng. Chắc là có lẽ với số lượng gà như thế này thì anh cũng thu hoạch trứng cũng khá cao đúng không anh? Cái sản lượng này như thế này tương đối ổn định. Dạ. Tại sao mà mình đứng ở trong cái trại gà như thế này mà mình không ngửi được cái mùi hôi à? Nó vì chăn nuôi ở trong cái phòng lạnh như thế này á, thì nhiệt độ nó ổn định thì cái chất thải của con gà nó không bị phân hủy. Tại sao gọi là phòng lạnh anh? Thực tế là cái chăn nuôi của bà con mình trước đây á là nuôi theo cái phương pháp cổ truyền là nuôi, và tức là mình chăn nuôi á là trùng hớ, là thời tiết và nhiệt độ cũng phụ thuộc của môi trường. Thế bây giờ mình làm một cái trại như thế này và mình điều tiết cái nhiệt độ ở trong trại chăn nuôi nó phù hợp với cái quá trình phát triển của con gà, cho nên nó gọi là trùng lạnh. Khoảng
mấy ngày thì mình mới cho dọn dẹp vệ sinh một lần anh? Thường thường như cái trại chăn nuôi này của tôi được cũng chừng 4 đến 5 ngày. Dạ. Thì mình dọn cái chất thải ra một lần. Mình có cần tẩy rửa chuồng như là giống những cái loại gà đẻ trứng bình thường không? Không, nói chung là cái khi mình đã dọn phân ra rồi thì anh thấy đấy, nhìn cái nền chuồng nó vẫn khô ráo. Dạ. Nó sạch sẽ, nó không có mùi hôi, cho nên là mình phủ bạc lại. Dạ. Và vẫn cứ tiếp tục chăn nuôi như vậy. Mình nuôi gà đẻ trứng trong phòng lạnh như thế này thì nó có khác gì so với nuôi gà đẻ trứng bình thường? Để mà phân biệt được cái khác của nuôi gà đẻ trứng phòng lạnh và nuôi gà bình thường đó, thì cái quy trình chăn nuôi cũng không khác là bao nhiêu. Yeah. Vì cái quy trình chăn nuôi để chăn nuôi cho một con gà để đưa ra cái sản phẩm thì nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà có cái khác là chăn nuôi trong phòng lạnh thế này đó, cái sức khỏe của bầy gà nó ổn định và cái tăng trưởng của bầy gà là tương đối tốt. Cho nên là cái công tác vệ sinh chăn nuôi rồi quản lý dịch bệnh nó nhàn hơn là nuôi hở. Chi phí hàng ngày mình cho khoảng 35.000 con gà như thế này thì nó tốn kém khoảng bao nhiêu anh? Hiện giờ là cái giống, cái giá thức ăn chăn nuôi thì hiện giờ nó lên cao. Dạ. Thì hiện giờ chi phí cho 35.000 con đó, thì nó nằm vào khoảng trên dưới 40 triệu. Mình bán trứng thì cái lợi nhuận khoảng bao nhiêu anh? Để mà tính được cái lợi nhuận đó, thì bây giờ mình tính phải tổng đàn, tức là cả một năm thì mình tổng kết được thì mới chính xác. Yeah. Nhưng thực tế là cái một cái quả trứng này hiện giờ á, là cái chi phí cho quả trứng này là hiện giờ nó nằm khoảng chừng 1.400 đến 1.500 đồng một quả trứng. Yeah. Thế bây giờ mình bán ở thị trường có 1.700-1.800 đồng một quả trứng. Yeah. Thì mình lợi nhuận cũng chừng 200 đồng một quả. Yeah. Mình tính như vậy. Yeah. Thưa quý vị và bà con nông dân, con gà luôn gắn bó với người nông dân. Bất kể gia đình nào ở vùng nông thôn cũng nuôi gà, ít thì vài con, vài chục con, nhiều thì hàng chục con, hàng chục ngàn con, hàng ngàn con. Thì tuy nhiên nuôi với quy mô lớn không phải ai cũng nuôi thành công. Đặc biệt là mô hình nuôi gà đẻ trứng trong phòng lạnh, một mô hình hoàn toàn mới. Thời gian còn lại của chương trình, anh Trịnh Vân Nam sẽ hướng dẫn cho chúng ta những cái kỹ thuật nuôi gà đẻ trứng trong phòng lạnh. Xin mời quý vị và bà con chúng ta cùng theo dõi. Xin chào anh Nam. Anh Nam đang cho gà hả? Anh Nam nè, khi mà chúng ta nuôi gà đẻ trứng trong phòng lạnh này chắc nó cũng kém hơn là cái nuôi gà đẻ trứng bình thường ha? Nếu mà tính đầu tư ban đầu á, thì rất tốn kém. Nhưng mà nếu đầu tư trong quá trình chăn nuôi á, thì tính thời gian lâu dài á, thì tính ra nó lại rẻ hơn là là đầu tư trường hợp. Vì sao? Bây giờ cái đầu tư phòng trường lạnh thì nó tính là nếu như bây giờ mình đầu tư trường hổ vừa hở một cái trại này á, là trong vòng 10 năm mình phải lợp lá lại 3 lần thì cũng bằng xây dựng một cái trại như thế này. Thế bây giờ nếu bây giờ một cái tuổi thọ cái trại này thì mình tính 20 năm thôi thì tính ra là cũng còn rẻ hơn 10 năm so với trường lợp lá. Dạ. Như thế thì cái điều kiện như thế nào thì chúng ta mới có thể làm được cái trại lạnh như thế này để nuôi gà? Cái điều kiện để làm được trại lạnh thì thứ nhất là ở khu vực nó phải có điện, nó ổn định. Yeah. Điện lưới nó phải mạnh thì mới làm được. Thì anh thấy đấy, thì bây giờ cái nguồn điện nó cũng tương đối ổn định. Yeah. Cái thứ hai là phải có đất rộng, và cái thứ ba bà con nông dân là phải có vốn để đầu tư. Yeah. Đối với những cái hộ mà người ta nuôi với cái mô hình nhỏ thì người ta có nên làm cái những cái trại lạnh như thế nào không ạ? Cái mô hình nhỏ thì đầu tư theo kiểu này nó không phù hợp. Yeah. Và thực tế là bà con không có vốn để mà làm. Yeah. Thế bây giờ nếu sử như bây giờ mình đầu tư theo kiểu này thì phải có vốn, mà bây giờ đầu tư trang trại theo những mô hình chăn nuôi khép kín thế này thì phải ít nhất phải từ 5.000 con trở lên. Yeah. Thì đầu tư như vậy á thì nó xứng đáng với cái công sức bỏ ra và nó tính ra cái hiệu quả nó mới cao. Khi mà người ta muốn nuôi gà, bà con chúng ta muốn nuôi gà đó thì người ta lấy giống ở đâu và cách chọn giống như thế nào Hiện giờ cái giống gà này thì có mấy công ty hiện giờ đã đang cung cấp con giống này. Yeah. Một là cái công ty Zepa, hai là công ty CB, ba là công ty Zepet. Thì cái giống này á thì bà con muốn nuôi á là phải đăng ký trước, đăng ký, và cái khi mà chọn con giống đưa về nuôi thì cái nhà cung cấp con giống và nhà cung cấp là thức ăn thì người ta xuống xem cái trang trại của anh như thế nào, người ta sẽ giúp đỡ cho bà con về cách
xây dựng trang trại, xây dựng chuồng trại như thế nào. Khi xây dựng chuồng trại xong á, thì người ta sẽ cung cấp con giống và cung cấp thức ăn. À, còn cái mật độ mình nuôi như thế nào anh? Cái mật độ một chuồng thế này, như một trang trại như thế này thì của tôi là chiều ngang của nó là 4m2, chiều dài của nó là 95m, thì mình nuôi được khoảng chừng 5.000 con gà. Theo anh thì cái lợi mà chúng ta được nhất khi mà nuôi gà đẻ trứng trong phòng lạnh là cái gì ạ? Để mà so sánh với gà đẻ trứng trong phòng lạnh nhá, và gà đẻ trứng mình nuôi chuồng hở á, thì cái lợi trước mắt á, thì tôi thấy ba cái vấn đề này. Một là vấn đề về vệ sinh môi trường, nó không bị ô nhiễm so với cái chuồng hở. Cái thứ hai á, về cái quản lý dịch bệnh á, là con gà đẻ trứng trong phòng lạnh á, là sức khỏe, anh thấy sức khỏe rất tốt, gà nó mào, nó sung, nó đẻ rất khỏe, cho nên là cái sản lượng của nó là rất cao. Và cái thứ ba là cái sản phẩm mà con gà cho ta là nó đạt kết quả rất tốt, cái sản phẩm đưa ra thị trường là rất được ưa chuộng. Còn đối với mà khi mà chúng ta nuôi gà đẻ trứng trong phòng lạnh thì tỷ lệ sống sót của nó khoảng bao nhiêu phần trăm anh? Như trước đây cái trại chăn nuôi này của tôi á, là tôi nuôi cái trại này từ năm 2003. Thì cái trang trại này trước đây tôi nuôi trong phòng hở là cứ một đời gà là khoảng một năm trời thì khác, thì nó hao khoảng 10%. Nhưng mà từ khi chuyển sang cái mô hình phòng lạnh này thì một đời của nó hao chỉ có 2%, nó giảm rất nhiều. Cái việc mà mình chăm sóc gà này thì như thế nào? Ví dụ như là cái mình cho ăn uống, rồi mình những cái thức ăn mà mình từng giai đoạn mình cho nó ăn như thế nào anh? Thức ăn chăn nuôi thì các cái nhà cung cấp thức ăn á, người ta đã in sẵn nó bao bì từng loại một. Như thế cái gà này nó từ 1 đến 18 tuần tuổi, và từ 18 tuần tuổi đến 35 tuần tuổi, và thời gian sau là từ 35 tuần tuổi đến khi xuất chuồng, nó đã in rõ trên bao bì rồi. Thì cứ mình cứ căn theo cái ngày tuổi để mình lấy cám cho những cái hướng dẫn ở trên bao bì đúng không anh? Còn cái về cái phòng chống dịch bệnh á, thì phòng chống dịch bệnh thì cái con gà này trước khi đưa lên chuồng đẻ, nếu mà đưa vào phòng lạnh như này thì nó có một cái đặc điểm của nó là, tức là cái khi mình nuôi hầu bị là nuôi phòng hở, chuồng hở. Khi đưa lên chuồng lạnh là nó bị sốc về thời tiết. Đưa vào chuồng lạnh thì cái thời tiết mà cùng coi như nó nằm ở khoảng chừng 22 đến 27 độ C. Mà đưa chuồng hở, ở chuồng hở thì nó nằm ở khoảng chừng 35, nó tùy thuộc theo cái thời tiết của môi trường. Cho nên đưa ở đây thường nó hay bị cái bệnh CLD. Thì trước khi đưa về chuồng khoảng chừng 3-4 ngày thì mình cho uống lúc đó phòng những cái bệnh đó đi. Thì sau khoảng thời gian khoảng 15 ngày thì gà nó ổn định, thì mình vẫn cứ cho định kỳ theo hàng tháng. Cái bệnh đó thì cái triệu chứng của nó như thế nào để mình biết được nó đang bệnh, cái triệu chứng đó? Cái triệu chứng của con gà, khi gà anh thấy con gà nó đang khỏe mạnh bình thường này, màu nó rất sưng, màu nó đỏ rực lên nó rất sưng. Nhưng khi con gà nó bị bệnh rồi thì màu nó tái, màu nó tái và cái nước mũi nó chảy ra, và con gà màu nó gục xuống, nó uống dũng, nó bỏ ăn. Mình phát hiện được cái đó, mình cho nó thuốc từ qua. Khi mà mình nuôi nhiều như thế thì cái thị trường mình tiêu thụ ở đâu anh? Hiện giờ cái trang trại của tôi á, là bây giờ tôi thành lập cái doanh nghiệp tư nhân Mai Thủy trên 2/5 ở Đống Đa. Thì hầu như cái sản lượng của tôi á, là sản xuất trên này, tôi đưa về đây cung cấp thị trường hết. Nhưng mà nếu mà cái thị trường tiêu thụ á, hiện giờ thì Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang cứu trứng. Bà Rịa Vũng Tàu hiện giờ vẫn đang phải lấy trứng từ Đồng Nai, rồi Bình Dương, rồi Lâm Đồng về đến đây. Cho nên là nếu xử như bà con có tăng đàn lên để chăn nuôi thì tôi tin chắc rằng là cái thị trường ở đây vẫn tiêu thụ hết. Chứ bà con không lo vấn đề đầu ra. Bà con nông dân muốn áp dụng giống như cái mô hình của anh thì anh có thể sẵn sàng để giúp đỡ cái cách làm cũng như là cái việc mà mình xây dựng chuồng trại không ạ? Bà con nào mà muốn mà có một cái mô hình như thế này thì mình sẵn sàng giúp đỡ, tức là giúp đỡ ngay về vấn đề về chuyên môn, về kinh nghiệm. Rồi mình sẽ giới thiệu những nhà cung cấp, rồi cùng coi như đưa con giống và bà con chăn nuôi xuống thế này. Qua đây thì anh Nam có những cái lời khuyên như thế nào đối với những cái hộ nông dân mà chúng ta chuẩn bị nuôi gà đẻ trứng trong phòng lạnh này không ạ? Với tư cách người chui đi trước thì tôi cũng khuyên thế này, bà con nếu mà có một cái nhu cầu mà đầu tư một trang trại chăn nuôi như thế này á, thì cái thứ nhất là bà con phải xác định được rằng cái ngày chăn nuôi là cái ngày chính để nuôi sống gia đình, và từ đó mình có cái tâm huyết để xây dựng cái nghề lâu dài. Thì cảm ơn anh Nam rất nhiều đã cung cấp những cái kiến thức rất là hữu ích đối với bà con nông dân của chúng ta.
Vâng, thưa quý vị và bà con, anh Trần Văn Nam, người nuôi gà đẻ trứng trong phòng lạnh Thành Công, vừa hướng dẫn chúng ta những cái kỹ thuật nuôi gà, mong rằng quý vị và bà con sẽ áp dụng hiệu quả vào trong cái việc xây dựng chuồng trại để nuôi gà đẻ trứng. Thì đến đây thì thời lượng đã hết, chương trình khuyến nông xin được tạm dừng. Mọi thắc mắc bà con có thể gửi thư về địa chỉ Ban Khoa giáo và Pháp luật Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phú Trung, thị xã Bà Rịa, hoặc có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại 0643 702073. Chúng tôi sẽ trả lời những thắc mắc của bà con. Chương trình khuyến nông sẽ được phát sóng vào lúc 20:40 thứ bảy và phát lại vào lúc 9:10 thứ ba hàng tuần. Rất mong bà con quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.